quý vị thân mến vào thời điểm này có lẽ quý vị cũng đã phần nào cảm nhận được hương vị tết qua những bài viết ý nghĩa với chủ đề nét đẹp của ngày xuân đăng trên tạp chí văn hóa phật giáo giai phẩm xuân tân sửu vừa được tạp chí văn hóa phật giáo phát hành những thay da đổi thịt của đất trời ngày một rõ nét không khí xuân ấm áp và những ngọn gió cũng mang theo hương xuân tươi mát thổi sinh khí an lành lên hoa lá cỏ cây và trong cả lòng người mùa xuân với chúng ta không chỉ là sự đổi mới của đất trời mà còn là sự làm mới chính mình. Nhưng trong đôi mắt thiền thì vốn không có những mùa xuân đã qua hay mùa xuân trở lại. Mùa xuân của tâm linh qua cảm nhận của tác giả Nguyễn Thế Đăng đã phần nào nói lên sự thiền vị của mùa xuân như nó đang là. Bài viết này đăng trên tạp chí văn hóa Phật giáo Giai phẩm Xuân Đinh Hợi, phát hành vào tháng 1 năm 2007 cũng là bài viết được giới thiệu đến quý vị trong số phát sóng kỳ này. xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. bài viết mùa xuân của tâm linh tác giả nguyễn thế đăng mùa xuân làm mới lại trời đất thiên nhiên và cả con người tất cả như được nạp vào sinh khí mới từ rất xưa con người đã biết tự làm mới lại thân lẫn tâm của mình trong mỗi dịp tết hầu như không ai lại không biết nương theo mùa xuân để tự làm mới mình với người không biết tự làm mới lại thân và tâm của mình hay làm mà chưa đủ thế là đã bỏ qua một cơ hội làm mới lại của trời đất và con người vua trần nhân tông khi mở đầu một buổi giảng pháp đã từng nói quyên kêu từng chập trời trăng sáng chớ để tầm thường xuân luống qua với người vẫn thực hành hàng ngày một pháp môn nào đó của Phật giáo, họ tự biết làm sao để tự làm mới lại tâm trí mình, có thêm ánh sáng và rộng mở, làm mới lại tình thương, những thệ nguyện niềm hỷ xã, sự hướng dịch người khác, kể cả tổ tiên của mình, chỉ bằng một thời thực hành như thường ngày. Có khác chăng là trang trọng hơn, đặc biệt hơn, vì là dịp Tết. Ở đây chúng ta nói về cái Tết chung cho mọi người, Lúc nhỏ mỗi dịp Tết tôi được bà ngoại vì gia đình tôi sống với bên ngoại dặn dò ngày mùng một Tết chớ làm bể chén rớt đũa chớ làm dơ nhà vì không được quét trong ba ngày Tết chớ ồn ào tinh nghịch chớ giành giật nhau chớ nói những lời thô nặng chớ gắt gỏng biểu lộ tính xấu ra bên ngoài lúc đó vài người lớn nói rằng phạm vào những điều ấy là xui cho cả năm khi lớn lên tôi mới nhận ra những điều kiên cử ấy chính là sự thúc liễm thân tâm để làm cho mình có thể sống một cách tốt đẹp nhất trong những ngày Tết, làm đạt tiến cho cuộc sống tốt đẹp kéo dài suốt năm. Những kiên cử ấy giữ cho thân tâm mình được sự trọn vẹn, sự nguyên sơ tươi mới, không hư hỏng để đón Tết, hưởng Tết. Còn những điều tích cực nữa, tâm hồn cởi mở không câu chấp, trân trọng, nói lời em đẹp, thăm và chúc Tết, ly xì, si, giúp đỡ lòng tốt không nghĩ xấu nghĩ bậy nhớ ơn cha mẹ ông bà tổ tiên cầu nguyện cúng cho những cô hồn cho những vị thần đất đai tất cả những tốt đẹp của cuộc sống bình thường đều được thể hiện ra trong ngày tết và mọi thứ tiêu cực ích kỷ nhỏ nhen hiềm khích tranh giành nghĩ xấu đều phải được chôn giấu đi càng lớn chúng ta càng thấy rõ những điều tốt đẹp của đời sống bình thường đều có trong những phạm trù của phật giáo như những sự tốt đẹp sơ lược ở trên, nói theo Phật giáo là tâm an định, trí tuệ do buông xả ái ngữ, bố thí, lợi hành, đồng sự, tâm vô ngại, từ bi hỷ xả, thành tâm, thiện ý, nhẫn nhục, cầu nguyện, chúc phúc, hồi hướng. Có điều trong Phật giáo chúng được làm rõ nghĩa, phân tích trong nhiều mặt và có những phương pháp để khai triển, phát huy những phẩm chất ấy. Tết là một lễ thiêng liêng để người ta mặc cho thân và cả tâm một bộ quần áo mới tốt đẹp nhất cho mình và cho cuộc đời những người có trải nghiệm sâu sắc vào giờ giao thừa đều có thể nâng tâm thức mình lên một mức độ tốt đẹp nhất xả bỏ những cảm xúc tiêu cực để tìm thấy lại và phát huy những phẩm tính thuần hậu nhất của tâm nếu duy trì được một trạng thái tâm tươi mới trẻ tung như vậy tiếp tục sau lúc giao thừa khi mà những phẩm tính của tâm hầu như không còn bị hoàn cảnh điều kiện hóa, duy trì được cái mà Phật giáo gọi là sơ tâm. Không những chỉ trong vài ngày Tết, mà trải qua tháng và năm, chúng ta sẽ trở thành những phẩm tính của tâm hồn chúng ta, những ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. Chúng ta buồn khổ quán trách những xúc cảm tiêu cực suốt cả đường đời, chỉ bởi vì chúng ta đã đánh mất cái sơ tâm ấy. Phúc Giao Thừa, chúng ta dễ dàng cảm nghiệm sự thiêng liêng của trời đất, xã hội, con người và phần thiên liêng trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẵn sàng xóa bỏ những tị hiềm xích mít, giành dịch và độ lượng trân trọng với tất cả. Chúng ta sẵn sàng biến cuộc đời mình thành một lời chúc phúc cho cả thế giới này. Chúng ta dễ dàng rộng mở lòng mình để cảm thông, để chia sẻ, để làm lợi lạc cho mọi người, mọi vật. Chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự tinh khiết thanh cao của tâm hồn mình và sự tinh khiết thanh cao của mọi sự Phật giáo gọi là bổn lai thanh tịnh. Chúng ta dễ dàng mở rộng toàn bộ thân tâm mình để hợp với tất cả sự sống, một sự sống vừa bao la vừa trong sạch, thiên liêng. Vào lúc ấy, chúng ta dễ dàng bắt gặp con người thật của mình và tìm thấy đời sống đích thực. Cái đời sống không phải được nhìn bằng một cái tâm rối loạn, xung đột, phân tán, mà bằng một cái tâm trong sáng, an bình và hợp nhất. Lúc đó, chúng ta và cả trời đất như mới được khai sinh tất cả đời sống là một cái gì mới mẻ chưa từng có thậm chí cho cả sau này và lúc chết hẳn chúng ta cũng chỉ ra đi với một tâm thức rộng mở thanh thản tinh khiết và đầy ấp an vui như vậy giờ đây một mùa xuân nữa lại về đó cũng chỉ là một mùa xuân tầm thường như những mùa xuân khác có khác chăng là xuân đinh hợi thay vì xuân bính tuất có khác chăng là mỗi năm chúng ta thêm già đi một tuổi mỗi năm xã hội lại bỏ bớt đi một ít lễ nghi, tập tục mà rồi chẳng còn mấy ai nhìn thấy sự diệu kỳ của chúng. Nhưng nếu chúng ta biết tỉnh thức lắng nghe những phẩm chất tốt đẹp đang biểu hiện từ trong lòng ra thành những tiết điệu của văn hóa và văn minh, và hơn nữa, nếu chúng ta được hướng dẫn rồi tự mình giữ gìn, nuôi dưỡng, khai triển, phát huy trong suốt cuộc sống của mình, chúng ta sẽ biết được ý nghĩa của đời sống là gì, và chắc chắn vì ý nghĩa đích thực đó mà chúng ta đã có mặt ở cõi đời này, chúng ta sẽ sống được một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân không nở không tàn, không bao giờ tận, tất cả không gian và thời gian đều là xuân, chỉ là xuân, chúng ta sẽ biến toàn bộ đời sống thành một mùa xuân, mỗi khoảnh khắc là một mùa xuân, như thiền sư Chân Không năm 1046, năm 1100 đã từng nói: Xuân đến xuân đi, nghi xuân tận, hoa tàn hoa nở chỉ là xuân. Kính thưa quý vị, và vị Phật thiền điều ngự giác hoàng, sư tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã gói gọn mùa xuân trong chỉ mấy câu thơ. Thủa bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Vâng thưa quý vị, Mùa xuân tâm linh mà tác giả Nguyễn Thế Đăng muốn nói Chính là mùa xuân không đến cũng chẳng đi Một mùa xuân luôn tươi mới thường hằng trong lòng người giác ngộ Mong rằng những cảm nhận về mùa xuân cùng với những hoa trái giác ngộ Sẽ được quý vị chia sẻ gửi về cộng tác cùng tạp chí văn hóa Phật giáo số Tân Niên Và địa chỉ email tòa soạn văn hóa Phật giáo viết tắt a.gmail.com Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và hưởng trọn một mùa xuân tân sửu thật ý nghĩa. Quý vị đừng quên tìm đọc ấn phẩm tạp chí văn hóa Phật giáo số đặc biệt xuân tân sửu đã được phát hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.